Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của xưởng gỗ Mộc Nam Huy. Vâng, kính thưa quý vị, trước mắt quý vị đây đang là một bộ bàn dài, bàn ăn chất liệu gỗ gõ đỏ tự nhiên 100%, nguyên bộ đi kèm 10 ghế thưa quý vị. Một bàn có cái chiều rộng là 93, dài 1m93, đi kèm 10 ghế, 8 ghế xếp đối xứng hai bên và hai ghế chủ hai đầu. Vâng, trên chất liệu là gỗ gõ đỏ 100% và các cái dàn bông vân mặt thì đã được Mộc Nam Huy tuyển chọn những cái bộ bông vân rất là đều và rất là đẹp quý vị nhé. Vâng, hôm nay thì Mộc Nam Huy sẽ chi tiết báo giá đến quý vị về bộ bàn ăn này. Vâng, kích thước bàn 93, dài 1m93, được làm theo dạng khuôn tranh với khuôn bao ngoài dày 2 phân rưỡi và 35 trong là dày 1 phân 2, là 35 trong liền nguyên một tấm. Trên các sản phẩm được làm theo dạng khuôn bao thì như quý vị thấy luôn có cái đường chống giật nằm ở đây quý vị nhé, có các đường chống giật. Dàn vai của bàn thì được đục các cái chi tiết hoa lá tây và là các chi tiết đục tay, còn bên dưới là đục thêm các chi tiết sen dẹo rất là đẹp. Đặc biệt thì trên các mẫu bàn ăn của Mộc Nam Huy đó chính là các cái phần chân được Mộc Nam Huy làm rất là dày. Ở đây là một cái trụ đặc nguyên khối có cái đường kính là 26 quý vị nhé. Vâng, thông thường thì trên các hàng VIP này thì Mộc Nam Huy sẽ làm những chân trụ từ 24 tới 26 và tùy thuộc vào cái lô cây của Mộc Nam Huy có. Về phần trụ thì được đục chạm thêm các chi tiết hoa lá tây và dáng trụ thì tiện dáng lục bình. Các cái phần chân râu được làm 2 râu và các cái bản râu được làm dày tới là 10 phân, được đục chạm các chi tiết hoa lá tây rất là đẹp quý vị nhé. Tiếp đến là cái phần thanh kết nối. Ở đây cái thanh nối giữa hai cái trụ được Mộc Nam Huy làm với cái độ dày là 6 phân rưỡi. Một cái kích thước phải nói là rất là to và rất là dày, giúp cho cái bàn nó thêm cứng cáp hơn rất là nhiều quý vị ạ. Đi kèm với chiếc bàn đó chính là 10 chiếc ghế. Và 10 chiếc ghế này là 10 chiếc ghế được làm theo mẫu tó hoa lá tây, được chạm hoa lá tây và phần tựa là phần tựa trơn. Và được chỉ được đục các cái chi tiết chuỗi hạt ở xung quanh. Phần mặt ván thì được làm chung với nhau, tất cả các phần mặt ván thì đều được chẻ trong cùng một cây và bông vân khá đồng đều. Các cái phần mặt ván này được làm với cái độ dày là 1 phân 7 và các cái dàn chân là các dàn chân đục mắt nai. Dàn chân đục mắt nai rất là đẹp quý vị nhé. Vâng, bộ ghế này trên phần mặt ghế thì được làm cong 3 mặt, cong 2 mặt hông và mặt đằng trước. Về cái dáng ghế thì Mộc Nam Huy làm dáng ghế ngả cong rất là đẹp để quý vị khi chúng ta ngồi chúng ta tựa rất là thoải mái nhé. Trên chất liệu là gỗ gõ đỏ 100%, tất cả chi tiết trên dưới trong ngoài, mặt trước mặt sau quý vị hoàn toàn có thể theo dõi tại xưởng của Mộc Nam Huy. Tất cả đều là cây cối lựa rất là đẹp, sạch sẽ, hạn chế tì vết quý vị nhé, rất là đẹp, đồng đều, màu sắc cây đồng đều. Vâng, xin được báo giá đến quý vị luôn, đây là sản phẩm có giá là 30.500.000 tại xưởng gỗ Mộc Nam Huy. Nếu như quý vị sử dụng 8 ghế xếp đối xứng thì giá của sản phẩm sẽ là 27 triệu thưa quý vị. Vâng, một cái mức giá tận xưởng của Mộc Nam Huy trực tiếp sản xuất và bán ra cho quý vị. Giá này thì Mộc Nam Huy cũng tặng kèm luôn quý vị một tấm kính mặt bàn và miễn phí vận chuyển đến quý vị trong phạm vi là 30 cây. Trên chất liệu gỗ gõ đỏ thì sản phẩm này quý vị sử dụng 5-70 năm một cách thoải mái vô tư vì chất liệu gỗ gõ đỏ rất là bền. Và đặc biệt thì quý vị càng dùng lâu thì sản phẩm sẽ lại càng có giá trị vì trên chất liệu gỗ gõ đỏ sẽ rất là hiếm quý vị nhé. Càng về sau thì gỗ sẽ lại càng hiếm. Vâng, quý vị có nhu cầu xin liên hệ trực tiếp cho Mộc Nam Huy qua số điện thoại là 0948 086 889 và một số nữa là 0961 989 990. Quý vị có thể tới tận xưởng mua hàng mộc, ký tên, sau đó thì Mộc Nam Huy sẽ sơn và bàn giao cho quý vị. Đó sẽ là cách giúp cho quý vị khách hàng khi đi mua hàng đảm bảo quý vị sẽ mua được đúng hàng, đúng gỗ, đúng chất lượng 100%. Vâng, sản phẩm sẽ được bảo hành trong thời gian 2 năm. Và cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi video này của xưởng gỗ Mộc Nam Huy. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.